Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Vlog Channel. Và video ngày hôm nay đúng là ngày 30 Tết luôn. Tối nay thì sẽ có chương trình bắn pháo hoa ở khắp các tỉnh thành trên cả nước Việt Nam của chúng ta để đón chào năm mới 2019. Yeah! Không biết là các em và gia đình đã có kế hoạch để đi xem pháo hoa hay chưa? Còn chị thì để chào mừng năm mới, chị cũng xin được hướng dẫn các em vẽ về việc là xem pháo hoa ha, vẽ pháo hoa nha, rất là dễ luôn. Và đây cũng là một trang giấy A5, cây bút lông thần thánh của chị. Và bây giờ xin mời các em hãy cùng với chị vẽ nha. Đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ vẽ là một cô bé mặc áo dài đi xem pháo hoa trong đêm giao thừa ha. Còn cầm mai theo nữa để cầu mong sự may mắn đó mấy em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ là cô bé trước đi nha. Đây, lúc nào cũng vậy hết, vẽ một cô bé thì chị luôn luôn vẽ là một cái chữ U. Đó nha. Rồi tiếp theo thì chị sẽ vẽ là cái tóc của cô bé nè, thấy không? Rồi tiếp theo thì mình lại tiếp tục là vẽ cái tóc của cô bé đây ha. Ok, rồi thì cô bé đi Việt Nam đi coi bắn pháo bông thì phải mặc áo dài nè. Đây, cô bé của chị cũng mặc áo dài ha, chị vẽ. Thật ra là chị đã có hướng dẫn là vẽ chibi Việt Nam rồi đó, nhưng mà ngày hôm nay thì chị xin được hướng dẫn lại một lần nữa nha. Đó, thì đây là một cô bé là mặc áo dài đó, tay nè ha, tay nè đó, còn là cầm một cái bó hoa nha. Đó, chibi đang cầm một cái nhành hoa. Rồi thì ở trên đây là cái phần tóc nè. Đó, rồi ha, ngay cái này thì mình sẽ gập nó xuống, sau đó mình sẽ làm qua như thế này. Rồi ở đây thì là cái tóc của chibi là sẽ quăng ở cái khúc đuôi nha. Đó, rồi cái tay ha, đây thì sẽ có là cái tay của cô gái đó, đang rất là e ấp nha. Thấy không? Thì chibi là mặc áo dài đúng không nè, đi đón Tết cho nên là chibi của chị mặc áo dài ha. Đây, và chibi này sẽ mặc là cái áo dài, mà áo dài theo dạng cách tân đó mấy em, là có cái phần váy nha. Đó, sẽ có là cái phần váy như thế này. Đó là cái phần váy nha. Rồi, như vậy thì ở dưới đây là sẽ có là cái chân của chibi nha. Chân chibi là mang vớ nè. Rồi, bên đây là cũng sẽ có cái chân ha, mang vớ luôn. Đó, ở trên tay của chibi á thì sẽ cầm là nhánh mai nha, nhánh mai, nhánh đào á. Đó, một cái nhánh mai đào rất là đẹp luôn. Đó, đi đón Tết ha, vừa xem pháo bông mà vừa có cả cành mai, cành đào theo nữa nha.
Đó. Cái cây mai của chibi là rất là to và đẹp luôn nha. Đó, thì ở bên đây thì mình sẽ vẽ những cái bông hoa ha. 5 cánh nha, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Cứ như vậy các em trang trí thêm cho cây mai ha. Tuy nhiên những cái nhánh này á, thì các em nhớ vẽ nét đôi nha, để một hồi nữa mình tô bầu trời đen á, là đen thùi lùi luôn, thì những cái nét của cái cây mai á, là sẽ không có thấy ha. Mình tô những cái nét đôi để một hồi nữa mình dễ mình tô màu á, thì mình sẽ chừa những cái nét đó ra nha, bởi vì đêm giao thừa đi coi bắn pháo bông mà, thì trời phải tối chứ đúng không, người ta nói tối như đêm 30 là vậy đó mấy em, tối thui à ha. Rồi ha, chị đã điểm bông lên xong rồi. Bây giờ thì chị sẽ vẽ là khuôn mặt của chibi. À, ở đây thì sẽ có cái lỗ tai nữa nha mấy em. Đây. Đó. Đây thì chị sẽ vẽ là mắt chibi tròn xoe nè. Đó. Sau đó thì mình sẽ vẽ thêm một cái vòng ở bên trong nữa. Ha. Một cái vòng tròn ở đây, một cái vòng tròn ở đây. Đó. Rồi thì mình sẽ tô đen hết nha, mình sẽ tô đen hết những cái chỗ còn lại. Rồi. Rồi mình sẽ vẽ mấy cái đường như thế này nha mấy em. Đó. Rồi. Tiếp theo thì chị sẽ vẽ là chân mày của chibi. Rồi, lông mi nha. Chúng ta chỉ cần vẽ hai cọng lông mi thôi là chibi đã dễ thương. Vẽ hai cái chấm như thế này nha. Hai cái chấm như thế này là thành cái mũi của chibi. Sau đó thì chúng ta sẽ vẽ là cái miệng của chibi. Đó, rất là dễ thương đúng không? Áo dài thì nó phải sẽ có cái đường cắt tân như thế này nha. Rồi bây giờ thì tới tiết mục quan trọng, chúng ta sẽ vẽ pháo bông, hay là còn gọi là pháo hoa trên bầu trời đêm. Thì đây ha, có một cái kiểu pháo hoa rất là dễ nè. Để chị quay gần lại, chị sẽ quay gần lại cho các em dễ xem ha. Thì các em xem như đây sẽ là cái tâm điểm của pháo hoa nha. Rồi chúng ta sẽ vẽ là những cái cánh hoa cúc. Đó. 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 Không có dính vô trong cái nhị nha mấy em. Rồi. Những cái cánh hoa cúc. Cánh bên đây thì ngắn hơn, cánh bên đây thì dài hơn. Rồi. Tiếp đến thì chị sẽ vẽ là những cái vòng tròn như thế này ở chính giữa luôn ha. Đó. Rồi, như vậy là chị đã được một chùm pháo hoa. Tiếp đến thì chị sẽ tiếp tục vẽ pháo hoa ha, và đây chị vẽ pháo hoa này. Đó, cũng một cái đốm tròn chính giữa. Mình chia hướng ra là thành 5 cánh nha mấy em, chị chấm nhỏ ở đây 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Nha, các em thấy rõ ha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5. 5 cánh. Sau đó thì chị sẽ vẽ một lên. Ha, vẽ một bên trước đi, chị vẽ cho em một chùm trước nè. Một chùm nè. Hai chùm nè. 3 nè. 4 nè. Đó, cứ một chùm như vậy thì chúng ta sẽ vẽ là 5 cái cánh nha. Đó, 1 2 3 4 5. Rồi, tiếp theo. Đây, một cánh chính giữa, 1 2 3 4 5, giống như những giọt nước vậy nha mấy em. Rồi, đây 1 1 2
3 4 5 1 2 3 4 5. Đó, như vậy chị đã được một chùm pháo bông nhỏ nữa nè. Và chị tiếp tục vẽ một chùm pháo bông nhỏ ở đây nữa nha. Đây chị cũng chấm là 1 2 3 4 5, mình phải chấm như vậy đó mấy em. Nếu không thì mình sẽ bị mất cái dấu. Mình làm cái cánh nó không có đều á. Rồi ha, cứ như vậy là các em sẽ có được những cái chùm pháo hoa rất là đẹp luôn. Tan, và như vậy là chị đã vẽ được những cái chùm pháo hoa ở xung quanh như thế này ha. Tuy nhiên là nó sẽ có những cái đốm hoa rực rực ra phía ngoài nữa ha, thì mình sẽ vẽ thêm những cái vòng tròn như thế này nha mấy em, để cho bầu trời của chúng ta nó lấp lánh ha. Đó, mấy em cứ vẽ thêm những cái vòng tròn nó sáng ra phía ngoài nè. Đó, xen kẽ ở chính giữa của những cái chùm pháo hoa mà nó có hình dạng rồi ha, thì mình sẽ có những cái như thế này. Rồi, đó. Nhìn bầu trời nó sẽ rất là lấp lánh luôn ha, giống như là pháo hoa thật vậy đó. Yeah. Và chị đã vẽ xong rồi, bây giờ thì tới phần tô màu cũng rất là quan trọng nha. Đầu tiên thì các em cũng vẫn dùng cái bút lông này để tô màu ha. Các em xem nè ha, những cái vòng tròn này bây giờ chị tô thì chị sẽ né nó ra ha, chị sẽ né nó ra, chị tô hết luôn, nhưng mà chị sẽ chừa những cái vòng này lại. Giống như ở đây cũng vậy, chị sẽ tô ở bên ngoài của những cái cánh này nha. Đó, mình sẽ vẽ vòng vòng như thế này. Cái này các em phải kiên nhẫn một chút xíu nha. Đó, mình sẽ tô ở bên ngoài để chừa lại cái phần màu sáng ở bên trong. Những cái vì chúng ta trẻ vẽ đó thì chúng ta không có tô ha, còn lại thì chúng ta sẽ tô trên cái nền màu đen hết như thế này. Giống như cây mai cũng vậy, hồi nãy thì mình có chừa những cái nét rồi đúng không? Đó, bây giờ thì chị sẽ tô hết luôn, bên ngoài của nó sẽ là màu đen, bởi vì đêm 30 mà. Trời ơi, giờ ngồi đây vẽ nhưng chị rất là nôn, tối nay sẽ đi đón giao thừa xem pháo hoa thật luôn, nó rất là lung linh luôn. Và sẵn đây mình cũng vẽ lại để làm kỷ niệm đúng không? Đó. Cầu mong một năm mới an lành hạnh phúc. Nếu như mà đêm giao thừa mà các em tặng cho ba mẹ một bức tranh như thế này, chị nghĩ rằng ba mẹ sẽ rất là bất ngờ và hạnh phúc, cũng như là năm mới sẽ thật nhiều là hạnh phúc và may mắn. Hãy cùng với chị vẽ nha. Vẽ rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần cẩn thận. Vẽ sai thì vẽ lại, không có gì phải ngại ha. Rồi bây giờ thì chị sẽ bấm qua cái tô tô màu này nha. Rồi, bởi vì nó sẽ mất thời gian á. Rồi, chị sẽ bấm nhanh qua. Ten ten ten. Và đây nha, sau một cái thời gian cũng khá là dài đấy nha, để mà chị tô màu đen trên cái nền như thế này nha. À, chúng ta cần phải có sự cẩn thận nha. Vẽ bức tranh này xong thì các em sẽ học được tính kiên trì. Tuy nhiên, sau đó nó đã được như thế này, rất là dễ thương. Bây giờ mình sẽ tô màu nha. Chị sẽ tô màu vàng cho bông hoa mai nha. Rồi sau đó chị sẽ dùng màu nâu để tô cho cái cây này nha. Đây chị sẽ tô màu nâu cho cái phần thân cây. Tiếp theo thì sẽ là lấy màu xanh nè ha, để tô cho cái phần lá. Rồi rất là ít lá. Tiếp theo thì chị sẽ tô màu đỏ nha. Đây màu đỏ cho cái chấm này. Hai cái pháo bông này nó giống nhau ha. Sau đó thì chị sẽ tô ở cái phần đuôi như thế này ra thôi nha. Đó, ở cái phần đuôi như thế này thôi, một nửa của cái phần pháo bông thôi. Tiếp theo thì chị sẽ dùng cái màu vàng dạ quang này nè ha, để chị tô cho cái phần đuôi của cái pháo hoa này nha. Đó, nó sẽ rất là nổi bật luôn nha, bởi vì nó có cái ánh dạ quang đó mấy em. Tiếp theo thì chị sẽ dùng cái màu xanh minơ này ha, cũng là màu xanh dạ quang. Chị sẽ tô cho cái phần những cái chấm tròn ở xung quanh của cái pháo hoa. Tiếp theo thì chị lại tiếp tục dùng cái màu vàng ha, để chị tô hết những cái phần màu vàng còn lại. Ở đây chị đã tô xong màu của bức tranh này nha. À, thì chị dùng là màu hồng nè, màu xanh lá nè ha, và màu vàng vậy thôi. Đó, không có gì khác hết. Tóc thì chị sẽ dùng là màu xám cộng với là màu đen ha. Đó, như vậy là bức
tranh về cái ngày Tết đã, ngày bắn pháo bông của chị ha. Đến đây là đã hoàn thành rồi, hy vọng rằng các em sẽ thích nha. Và nếu có thể thì các em hãy vẽ một cái bức tranh về cái đêm bắn pháo bông giao thừa như vậy để cầu mong một cái điều may mắn cho năm mới của gia đình mình nha. Ý chết, chị quên tô màu da cho em bé. Và đây, chị đã tô xong màu da và chị điểm thêm một ít màu xám cũng như là một ít cái màu màu nâu ở trên tóc cho cô bé. Và hy vọng rằng các em sẽ thích bức tranh pháo hoa như thế này nha. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em có một đêm giao thừa thật là vui, thật là ý nghĩa bên gia đình. Đi xem pháo hoa thật là vui vẻ. Và đón một năm mới sẽ tràn đầy hạnh phúc, nhiều điều may mắn và an khang thịnh vượng nha. Còn video của chị đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở video sau. Nếu các em thích những cái video như thế này thì hãy nhớ bấm đăng ký thành viên trên kênh Rào Channel. Well, thank you for watching. Bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau nha.